Cảm ơn bạn đã lựa chọn Coming Việt Nam. Chúc bạn xem chương trình vui vẻ. Dù đã đến đây nhiều lần, nhưng cho đến hôm nay, tôi mới có những trải nghiệm đầu tiên ở Bắc Cạn. Đến với bản làng mang đậm bản sắc văn hóa của người đồng bào dân tộc Tày. Nhận lời mời từ những người bạn ở nơi này, chúng tôi sẽ cùng nhau khám phá một trong những điểm đến cực kỳ hấp dẫn. Đó là hang lửa. Nào, lên đường thôi. Quá đỉnh luôn. Coming Việt Nam. Xin chào các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại để tiếp tục theo dõi các chương trình khám phá trải nghiệm của tôi. Và hôm nay thì tôi đang có mặt ở trong bản Vàng ở khu vực Hồ Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn. Và ngày hôm nay thì xin được giới thiệu với các bạn, tôi cũng sẽ có một số những người bạn đồng hành ở địa phương. Và đầu tiên thì xin được giới thiệu, đây chính là A Téng. Xin chào các bạn, mình là A Téng, chuyên làm các tour trekking ở các núi cao miền Bắc và khám phá trải nghiệm hang động núi rừng. Còn đây là A Quỳnh. Xin chào mọi người. Vâng, A Quỳnh thì cũng sẽ đồng hành cùng tôi. Và hôm nay thì đây chính là những người bạn đã kết nối tôi để đưa tôi đến với khu vực Hồ Ba Bể này. Và xin được giới thiệu với các bạn một người bạn đồng hành lớn tuổi, đó chính là bác Doanh. Vâng, bác Doanh là người bản địa ở đây luôn đúng không? Bác sống ở gần đây. Tôi là người bản địa ở đây, sống ở đây năm nay tôi đã 70 tuổi rồi. Vâng, năm nay tôi 70 tuổi và tôi chưa thấy anh nào đến đây để quay các cái chương trình kiểu như thế này đúng không ạ? Đấy, hôm nay thì những người bạn đồng hành cùng với tôi thì sẽ kể tất cả những cái câu chuyện ở khu vực này dành cho tất cả các bạn. Đầu tiên thì bây giờ chúng tôi đang trên một cái con đường để đi trekking vài km để chúng tôi đi đến một cái địa điểm rất là hấp dẫn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cùng với chương trình của tôi nhé. Xin mời. Hôm nay tôi đã bắt xe đi từ Hà Nội lên Hồ Ba Bể này từ sáng sớm và bây giờ thì đã đến nơi thì đã vào buổi trưa rồi. Chính vì vậy mà nói thật sự là trekking vào cái buổi trưa này nó cũng là một cái thách thức. Tôi chưa bao giờ thế nhưng lần này tôi sẽ làm như vậy. Có thể biết đâu đấy cũng sẽ là một cái điều gì đó rất là hay ho. Khi thách thức bản thân mình thì mình vượt qua được thì đấy cũng là một cái động lực để dành cho tất cả các bạn. Buổi trưa nắng nóng vất vả như thế mà còn đi được nữa là mọi người đúng không? Đây là những người ở đây mà họ đi trekking, họ cầm ô, cầm miếc đi này, trông cũng rất ra dáng của những khách du lịch hạng sang. Leo núi vào buổi trưa nó là một cái điều gì đó lãng mạn quá. Bác Doanh nhỉ? Ở đây mọi người có leo núi vào buổi trưa không Doanh? Leo núi vào buổi trưa đây là cực mệt. Cực mệt ạ? Vâng. Nhưng mà nếu mà mình leo được thì mình cũng thấy nó bình thường thôi. Đúng rồi. Vâng. Đấy, bác Doanh đi leo núi nhưng mà đi dép. Bác Doanh ơi, tại sao ở đây lại có tên là Bản Vàng hả bác? Ở đây có nhiều vàng bạc châu báu à? Cái tên gọi Bản Vàng nhưng mà thực tế là không có vàng bạc đâu. Thế ạ? Thế tại sao lại thế ạ? Chẳng qua từ thời các cụ, từ thời nào mới đặt tên như thế. À, ra vậy ạ. Thế có đã có đoàn địa chất nào đến đây để tìm vàng chưa bác? Ở đây thì rất nhiều đoàn. Ô thật ạ? 6-7 đoàn rồi. Ôi nói đùa thế mà. Mà cũng có 6-7 đoàn đến tìm vàng thật ạ? Vâng. Thế cuối cùng họ tìm thấy gì ạ? Không thấy gì cả. Và sau đó thì họ kết luận như nào rồi bác? Luận là cái tên này là chẳng qua là gọi theo cái tập tục gì đấy thôi, không phải là ở đây có vàng. Vâng. Các bạn thấy không? Đúng là những người bản xứ đây họ đi núi đi rừng quen rồi, mình leo lên rất là mệt. Cái phong cảnh rừng núi ở đây quá đẹp. Ở phía xa xa kia có một con thác rất là đẹp, các bạn nhìn thấy không? Hình ảnh mình đang bay flycam trên cao này, đấy là thác Tát Mạ. Tát có nghĩa là thác, Mạ lúc đầu mình tưởng là mẹ, nhưng mà khi mà bác Doanh bác giải thích thì Mạ là mã đấy, là con ngựa.
Thế là hóa ra đấy là thác ngựa chứ không phải là thác mẹ. À Quỳnh, A Téng ơi, ở đây mình có nhiều khách du lịch đến đây không? Bình thường mỗi tuần có khoảng 2-3 đoàn. Mỗi đoàn thì cũng tầm 10 đến, có đợt lên tới 45 người. Xe 45 lên vào đây. Như dạo này đang mưa lũ nên là mọi người cũng tạm dừng việc du lịch. Đang mưa lũ mà tự dưng anh em mình đến đây á? Thế tại sao mọi người lại rủ tôi đi vào cái mùa mưa lũ như thế này? Mùa này mùa mưa cho nên là vào hang là có suối chảy ngầm cho đấy, cho nên là không khách du lịch. Mùa này người ta ngại vào, sợ đi vào rồi vào trong hang rồi ngoài mưa không biết đấy. À thế ạ? Tức là nó có nguy hiểm không ạ bác? Nguy hiểm chứ, nước đầy quả hang mà. Ôi trời ơi. Bác Doanh ơi, ở đây thì bà con sinh sống chắc là chủ yếu là thuần nông đúng không ạ? Giống dân tự cung tự cấp mà. Là tự cung tự cấp đúng không ạ? Làm ngô, làm trồng lúa nước thôi. Cả trồng ngô nữa ạ? Vâng. Thời tiết ở đây có thuận lợi cho bà con canh nông không ạ? Cũng tùy theo, bây giờ nó biến đổi khí hậu rồi. Biến đổi khí hậu. Bác cũng biết cái cụm từ biến đổi khí hậu. Bởi vì truyền thông tốt ghê. Thấy rõ ràng ở đây này. Dạ. Ngày xưa là khí hậu ở đây 4 mùa gió rét, nhưng mà bây giờ nó trở thành 2 mùa. 2 mùa, mưa và khô. Ra vậy. Tức là đấy là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đấy. Mà nóng, cực nóng. Vâng, cái đấy thì cháu đang cảm nhận rất rõ rệt. Mà mùa khô là khô hẳn, không có mưa. Với cả mùa lạnh thì lạnh khủng khiếp đúng không ạ? Lạnh ở đây thì miễn tả rồi. Miễn tả rồi, ở khu vực biên giới mà các bạn. Đây cũng gần biên giới nhỉ? Cách biên giới đâu cũng 100-200 km. Ở đây thì chủ yếu là người đồng bào dân tộc Tày sinh sống đúng không ạ? Tày, Nùng, Dao. Vâng. Mà đặc biệt là bản vàng đây là toàn bộ Tày. À thế ạ? Bác cũng là người đồng bào Tày chứ? Tày. Vâng. Ôi lên đây đẹp quá. Thoáng đãng quá các bạn ạ. Chính vì thế mà các bạn nhìn thấy không? Nắng quá to. Gọi là thoáng đãng nhưng mà cùng nắng vỡ đầu. Vừa nãy đi qua nhà một anh bảo rồi sao lại đi leo núi vào buổi trưa thế này. Nhưng mình thấy đúng là anh nói. Khi đi qua đây thì ở đây thì có rất là nhiều những ngôi mộ. Có vẻ như đây là khu nghĩa trang của địa phương mình đúng không bác? Đúng rồi. Vâng. Đây là nghĩa trang của địa phương. Ở trên cao như thế này là bởi vì là một phần cũng vì là đây cũng là cái khu vực mà cũng hay xảy ra lũ lụt sạt lở bác nhỉ? Đúng rồi. Đi vào bắt đầu băng. Vâng, nắng quá. Quỳnh ơi, ở đây thì bà con mình có món ăn gì là đặc sản? Nếu mà nói về dân tộc người Tày ấy thì mình nghĩ là món xôi ngũ sắc. Xôi ngũ sắc, đúng rồi, rất là ngon. Tất cả các màu sắc của xôi thì đều được tạo ra từ những cái cây và những cái quả. Ví dụ như là màu đỏ thì sẽ tạo ra từ gốc, nó cũng giống như xôi truyền thống của mình thôi. Và màu vàng thì được tạo ra từ nghệ, hay là màu tím thì được tạo ra từ lá cẩm. Đúng rồi. Thế như vậy là tận dụng ngay tất cả những cái rau củ thì có khi là có trong vườn ấy, đúng không? Rồi. Theo như bạn đánh giá thì tính cách của khách thì khách thường là sẽ thích những cái chuyến đi như thế nào? Khách hay thích săn mây, săn hoa. Ủa, săn mây, săn hoa thì phải leo núi cao à? Đúng rồi. Đấy là thứ mà tôi sợ nhất đấy bạn ạ. Thực sự là sợ nhất đấy. Thế mà hôm nay mình lại tham gia một cuộc leo núi nhẹ nhẹ, trekking vào giữa trưa này thì thực sự là quả là một thách thức. Đã có đoàn nào đi như này chưa? Thường thường thì các đoàn nó sẽ đi từ rất sớm. Vâng. Và tầm này là mọi người đã nghỉ ăn trưa chứ không phải đi check như thế này. Thế thì anh em mình đi thế này là anh em mình cũng là đang lập kỷ lục Guinness đấy. Đúng rồi. Ồ, ở đây có cái bờ đá giống như là mình gợi nhớ ra giống như của người đồng bào Mông ấy. Họ cũng làm những cái bờ rào xếp đá. Đấy, rất là đẹp. Đi checking ví dụ Đông Bắc, Tây Bắc thì theo nhà Téng thì sẽ đi vào những thời gian nào trong năm thì là tuyệt vời nhất? Thường mùa trek sẽ bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 4 năm sau. Tức là vào mùa lạnh nhá? Mùa lạnh. Thế ạ? Tức là hôm nay mình vừa trái mùa trái cả giờ luôn đấy à? Đúng rồi. Oh my god. Thế mọi người muốn tìm đến A Téng để có thể tham gia vào những cái chuyến trải nghiệm mà A Téng phụ trách thì tìm bạn ở đâu? Hiện tại thì mình đã có fanpage là A Téng Trekking. Đồng hành tuyệt vời như là A Téng bây giờ. Thực sự là
mệt phết. Wow. Trekking vào giữa trưa như này thì đoàn mình lập kỷ lục Guinness rồi các bạn ạ. Hôm nay vừa nóng này, oi này, mà lại giữa trưa nữa. Mình cần phải bổ sung một ít nước có kiềm này để tăng năng lượng, tạo động lực để tiếp tục di chuyển trekking. Tuyệt vời các bạn ạ. Mira, một người bạn đồng hành cực kỳ quý giá của Coming Việt Nam. Ở đây có con suối. Ừ đúng rồi anh. Đây. Đúng không? Tiếng suối ngay gần đây. Cái này như là chảy từ đâu về đây? Này là suối là chảy từ trong cái hang Thẩm Phầy đi ra. Hang Thẩm Phầy. Đúng không? Thẩm Phầy à? Thẩm Phầy. Thẩm Phầy, Thẩm Phầy có nghĩa là gì? Thẩm Phầy, thẩm thì gọi là hang, à. Phầy nghĩa là lửa. Thẩm Phầy là hang lửa. Thẩm Phầy là hang lửa. Ô, phầy, phầy tiếng Tây à? Phầy tiếng Tây là anh nghe như kiểu tiểu nó được phiên âm từ tiếng Anh ra như kiểu fire. À. Fire. Khá giống. Đây các bạn ơi. Thật là tuyệt vời. Ôi. Đi qua cầu vào được. Tuyệt diệu luôn. Chữa lành đấy. Nước chữa lành các bạn ạ. Bác ơi, con suối này có tên là gì hả bác? Suối Thẩm Phầy. Suối Thẩm Phầy luôn, là suối này chảy từ trong hang Thẩm Phầy ra đấy ạ. Cái này, suối này chảy từ trong hang Thẩm Phầy ra. À, vâng ạ. Cái cảm giác nó rất là thanh bình. Khi mà mình được hòa mình vào thiên nhiên như thế này, mình cảm giác như là đúng là đang đi chữa lành các bạn ạ. Tôi đã nghe thấy tiếng reo hò rồi. Có vẻ như là cửa hang ở phía trước. Như tất cả các chuyến đi thì bao giờ cũng vậy. Tôi bao giờ cũng là người về đích cuối cùng. Tức là tính mình cẩn thận, gọi là chốt đoàn đấy. Nhưng thực chất là vừa đi vừa dẫn chuyện, vừa kể chuyện cho mọi người thì khá là mất sức. Thế nhưng mà lại là một cái niềm vui. Nếu mà chúng ta đi đường mà chúng ta không có chuyện gì kể cho nhau nghe thì rất là phí. Và thưa các bạn thì đây chính là hang Thẩm Phầy. Ở trong hang thì mình nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm ở phía bên dưới. Cửa hang thì cho ta một cái luồng sinh khí tuyệt vời lắm. Mát lạnh. Thường thường nhiệt độ ở trong hang thì nó rơi vào tầm khoảng 15-16 độ C. Nó chênh lệch bên ngoài khá nhiều. À. Có các cái dòng nước nó nhỏ từ trên cao xuống. Tí tách, quá lãng mạn. Ôi. Bạn ơi, có lẽ là đây là một trong những cái cây dương xỉ lớn nhất từ xưa đến giờ mà mình thấy. À, nó có chiều cao khoảng độ tầm 1m4, 1m5. Rất cao và rất to. Bởi vì là ở đây thì độ ẩm rất là cao. Chính vì thế mà cái thảm thực vật ở đây nó phát triển rất là phong phú. Quá tuyệt vời luôn. Những người làm công tác du lịch ở đây như là A Téng, A Quỳnh hay là bác Doanh thì đã làm một cái sàn nghỉ như thế này. Rất là phù hợp để cho các du khách đến đây có thể nghỉ ngơi, ăn uống ở đây. Rất lãng mạn luôn. Thậm chí có thể tránh được mưa bởi vì ở phía trên này cái vòm hàm ếch của nó nhô ra ngoài rất nhiều để có thể che mưa, che nắng được. Nhưng mà đây thì cái hơi mát ở trong hang Thẩm Phầy này nó bay lên. Nó tạo ra cho chúng ta có cảm giác như là ngồi trong phòng điều hòa vậy. Đây, cái cây này này mà chạm vào một phát thôi thì ngứa ối rồi ôi luôn. Cái này là gọi là trọng thương luôn. Thế có cái cách nào để trị cái lá han đấy không á? Lá han nếu mà bị dính lá han chỉ có thuốc lào với đất sét thì chuột lẫn với nhau bôi vào nó đỡ ngay. À thế ạ? À? Ồ khá hay nhỉ. Phải đi như này chúng ta mới có thể là biết được thêm tất cả những cái mẹo dân gian của người đồng bào. Và cái điều đó nó rất là thú vị và hữu ích cho cuộc sống của chúng ta.
Hôm nay thì bạn A Quỳnh bạn đã chuẩn bị ở đây có một số cái món ăn. Đây là rau bò khai này, rất là nổi tiếng ở khu vực Cao Bằng Lạng Sơn này, Cao Bắc Lạng này. Đây có bí luộc này, có gà luộc này, một ít cá này và có cả cơm nếp nữa. Thôi mời các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức bữa trưa cùng với anh em chúng tôi nhé. Rất là ngon. Bình thường tưởng là mệt ăn không được nhưng mà hôm nay mệt ăn thấy ngon thế. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào trong. Nhiệt độ đã thay đổi rồi, tức là mình cảm thấy nó đỡ hơn hẳn so với cái việc là di chuyển đi lại trèo núi rồi là đi ở trong rừng. Và đây thì thực sự là bắt đầu rất mát rồi, hang thì rất là trơn. Chính vì vậy là mình đã mượn được đôi dép tổ ong của chú Doanh. Rồi, chúng ta bắt đầu đi sâu vào trong. Mình đi dép là bởi vì là mình có nghe nói rằng là ở trong hang thì chủ yếu là sẽ lội nước ngang đến bụng. Ok, không sao cả. Chúng ta sẵn sàng cho mọi cuộc chơi. Giống hệt như những cái chuyến đi mà mình đi vào trong hang Rục Mòn ấy, thì mọi người cũng thấy rằng là phải bơi ở trong hang. Hay là hang Thủy Long cũng vậy. Hang Thảm Phầy này bây giờ hình như là vẫn chưa khai thác du lịch đúng không ạ, A Téng? Đúng rồi, hiện tại giờ vẫn chưa khai thác du lịch. Nhưng cũng có 2-3 đơn vị bắt đầu khai thác rồi. À, cũng đã bắt đầu khai thác rồi đúng không? Vâng. Thế nhưng mà có vẻ như chưa đông, ít người biết đến là hang Thảm Phầy này. Đúng rồi, hiện tại còn khá ít người biết. À, ở trong này thì do cái tác động của nước, nó tạo ra rất nhiều những cái hình hài khác nhau. Cái hệ thống đá và thạch nhũ ở đây nó đều rất là đẹp. Trời ơi này, các bạn nhìn. Tắt đi à? Trắng và ống ngoài như luôn. Ống ánh đẹp quá. Cát này, rất là ống ánh. Đây này, ống ánh này. Mình dọi đèn vào mình sẽ thấy nó ánh lên màu vàng này. Ống ánh này. Hay là đây chính là tên gọi của bản vàng là gì vì như vậy nhỉ? Không biết có đúng không? Nhưng mà cát đây rất óng ánh. Không biết là mọi người có đãi thử ở đây bao giờ chưa? Đây. Có người thử đãi rồi nhưng mà không phải. Tức là không phải vàng đúng không? Đúng không? À, tôi phát hiện ra là đã bắt đầu đến chỗ khu vực nước sâu. A Téng là bắt đầu là lội đến bụng rồi. Wow! Đây có cả một hệ thống kem ốc quế luôn. Trời ơi, những thạch nhũ ở đây này, hang nước của khác này, đẹp quá. Cái mầm đá nó mọc lên này. Thiên nhiên thực sự là quá hùng vĩ và có quá nhiều điều để khám phá. Làm sao có thể nghĩ rằng là nước có thể tạo ra được những cái hang động đẹp đến như thế này. Có một cái điểm mà kinh dị nhất ở trong hang này là mùi phân rơi ở cái khu vực này khá nồng nặc. Chứng tỏ đây là cái khu vực này là khu vực rất nhiều rơi. Đúng rồi, ngay đây này, rất nhiều rơi các bạn ạ. Đây, trời ơi, nhiều quá. Ôi, trên chân kia. Dọi đèn lên. Hàng triệu con. Quá nhỉ. Đấy, chúng tôi cứ thế mà đi thôi. Nước thì ngập lưng chừng lên đến bụng rồi. Quá đẹp. Này các bạn nhìn thấy có nguyên cả một cái vết cắt giống hệt cái vết chém này. Đó, cả một cái vết cắt chéo ở đây. Kỳ lạ không? Thẳng tắp từ trên xuống dưới. Thực sự là mình cũng không rõ là có một cái vật dụng gì có thể cắt đứt chéo viên đá ra trên này. Cả một cái phiến đá, cả một cái khối thạch nhũ khổng lồ như thế này. Rất là vi diệu, mình phải dùng từ vi diệu. Đây chính là cái sự đứt gãy của vỏ trái đất. Ừ, có nhiều cá phết đấy. Có cá, nhiều cá luôn đấy.
theo như là kinh nghiệm đi quay trong những năm vừa qua thì tất cả các hang có nước thì đều là những hang siêu đẹp. Bởi vì như mình nói đi nói lại rồi là nước nó tạo thành ra những cái khung cảnh rất là hùng vĩ ở bên trong hang, từ hệ thống thạch nhũ này, từ tất cả cái sàn dòng chảy này, và trần hang cũng vậy. Mình phải dùng từ là rất quyến rũ, mình gọi là sexy cave. Cả cái quãng đường ngày hôm nay mình đã di chuyển và nắng nóng lắm rồi, và bây giờ là cơ hội để mình có thể xả được hơi. Cảm ơn A Téng, cảm ơn A Quỳnh và cảm ơn chú Doanh rất nhiều ạ. Khi nào mà các bạn đến với Bắc Cạn thì các bạn nhớ là ghé qua Ba Bể, sau đó thì các bạn đến với Bản Vàng và ghé thăm hang Thẩm Phầy này các bạn nhé. Nó là tuyệt vời các bạn ạ. Sướng quá, quá tuyệt vời. Ồ, thật là thú vị này, có một ai đó đã vào đây và xếp đá như thế này. Trong hang này tự dưng lại có một cái cây nó mọc ở đây, các bạn thấy không? Hạt nó kéo từ bên ngoài vào và nó ở lại đây và nó mọc lên như thế này, đã là thú vị. Đoán rằng là đây là do kiểm chế nước hay gì đó, nhưng mà mình nhìn lên trên thì mình cũng không thấy cái điểm nối nào lên trên trần cả, mà nó giống như một cái hàng tơ buông lỏng buông mình xuống như thế này. Đẹp quá các bạn ạ, à. Quá kỳ lạ luôn, đáng yêu thật sự ý. Hoàn toàn là không có con vật gì ở đây hết á. Thưa các bạn, là ở đây thì có một cái hồ canxi, một cái hồ vô cực ở đây. Đây, đây các bạn nhìn này. Tôi nghĩ rằng là mình bỏ ra quá nhiều tiền để đi resort, nó cũng không thể nào mà bằng được ở đây. Nó tuyệt vời đến như thế này. Và ở đây thì một chiếc ngai của mình đây, nó quá đáng yêu luôn. Thực sự là chỉ có thể là đi vào đây thì mình mới có cái cơ hội để chúng ta có thể được thưởng thức lên tận đến đây như thế này. Wow, wow, quá tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, thấy không, thiên nhiên cho chúng ta những cái điều quá kỳ thú như vậy. Đây là một cái nơi quá lý tưởng, tuyệt vời luôn. Đây các bạn thấy không, và nếu như cái hang này nó tiếp tục nó tồn tại này hàng triệu năm nữa thì ở đây nó sẽ trở thành những điều gì, quá đỉnh. Trời ơi các bạn ơi, vương quốc thạch nhũ luôn. Oh my god. Tôi đang lạc vào đâu thế này? Ao. Oh my. Trời ơi, tôi đang lạc vào đâu đây? Quá đẹp. Thank you.
Chú Doanh ơi, hang này có bao nhiêu đường vào và bao nhiêu đường ra? Đây, hang này có hai, có một đường vào và có hai ngách. Ngách hai này ngách thứ nhất, còn ngách thứ hai nữa. À, còn một ngách nữa. Wow. Thế nhưng mà tức là chỉ có một lối vào duy nhất, và bây giờ lát nữa nếu mà du khách mà đi đến kịch đường rồi thì lại phải quay ra. Quay ra đường cũ. Như vậy là cũng khá mất công đúng không quý vị? Như vậy là sau khi đi khoảng độ tầm chừng vài km ở trong hang Thẩm Phầy này thì bây giờ chúng tôi đã đến lúc phải quay ra. Không phải là vì hết đường, mà thứ nhất là vì đến kia là bắt đầu hẹp và đi sâu hơn. Theo như anh em của câu lạc bộ Hang Động Hà Nội có chia sẻ thì hang Thẩm Phầy này hiện nay thì vẫn chưa đo được là chiều sâu là bao nhiêu. Đó cũng là một cái gợi ý, một cái lý do để cho anh em trong các câu lạc bộ hang động ở Việt Nam, và ước gì có cả các anh em đến từ các câu lạc bộ hang động ở nước ngoài cũng có thể đến với hang Thẩm Phầy này thám hiểm, đo đạc để có thể công bố được ra cái con số thực tế. Bởi vì là khi chúng tôi đi vào đây thì cá nhân tôi là phát hiện ra rất nhiều các đường ngách ở phía trên cao, đi lên tất cả các cái phía ở phía trên này của hang, không phải là chỉ có đi theo cái dòng nước chảy ở dưới chân mình đâu. Chính vì thế mà mình đánh giá là đây là một cái hang động nó cực kỳ là kỳ vĩ, có nhiều ngách. Quan trọng hơn cả đó là nó cực kỳ đẹp. Mọi người có nói rằng là đến Thẩm Phầy này thì được ví như là Sơn Đòn của tỉnh Bắc Cạn vậy. Chính vì thế mà nó thực sự xứng đáng để cho tất cả chúng ta, nếu như những ai mà có cái máu khám phá mạo hiểm thì hoàn toàn có thể đến với Bắc Cạn. Mình đã quá may mắn khi được đặt chân đến Bắc Cạn và tham gia thám hiểm trong hang Thẩm Phầy. Với chương trình ngày hôm nay là một gợi ý để cho các bạn xách ba lô lên đến với Bản Vàng và cùng trải nghiệm ở hang Thẩm Phầy. Còn tôi sẽ cùng những người bạn tiếp tục lên đường để đem đến những trải nghiệm hoàn toàn mới. Hãy cùng chờ chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại mọi người.